Đi giữa vùng quê yên bình Mai Lộc, những người năm xưa từng tham gia đồng khởi, nay ở tuổi 80 vẫn nhớ như in về một thời niên thiếu, sẵn sàng theo cách mạng, đùm bọc, chở che cho cán bộ hoạt động bí mật. Thời điểm lúc bấy giờ, đồn bốt, ấp chiến lược do Mỹ Ngụy dựng lên, vùng quê Mai Lộc, Mai Đàn nằm trong ếch kìm kẹp. Tuy nhiên, cách mạng đã gây dựng được cơ sở, bám trụ địa bàn hoạt động. Sống trong vùng kìm kẹp, nhưng nhân dân vùng cùa vẫn một lòng theo đảng, theo cách mạng, tìm mọi cách để che chở, nuôi dấu, tiếp tế lương thực cho cán bộ. Bà Nguyễn Thị Uông lúc đó mới 17 tuổi, nhưng trái tim cứng cỏi kiên cường, sớm giác ngộ lý tưởng cách mạng, vừa tham gia hoạt động du kích mật cùng bà con trong thôn bí mật đào hầm, tiếp tế thực phẩm cho cán bộ. Lên lộn, ví dụ như là bơi gạo, bởi lương thực thực phẩm là bỏ xuống dưới, phân lợn phân bò là bỏ lên trên, rồi gánh đi, rồi cuộc, rồi cây thuốc hay là cây gì đó đi trong để là đưa đi. Nó còn có những người á nhặt những cái bánh này, mì chín này, muối này, bỏ vào trong cái mò trống mà bò, hoặc là cái cốn mà người ta giảm đi cốn để mà con trẻ ra thì người ta thua nó đâu. Có người á là vác cái cuộc chuối cũng là ốp lại rồi bỏ vào trong đó. Bà Nguyễn Thị Luy ở thôn Mai Đàn, cả gia đình đều tham gia nuôi dấu cán bộ, vừa hoạt động bí mật ngay trong lòng địch. Chiếc bi đông này là kỷ vật mà trước đây được bà sử dụng để đựng mì chín, nước chè, bất cứ lúc nào có thể đều đưa đến vùng hoạt động cho cán bộ. Cái bi đông ấy là bởi vô dạy nè, giống như mình bơi nước á, thì hắn kiểm soát được. Mình kéo rồi này gánh là mình đi rồi là hắn kiểm soát. Để có được thắng lợi to lớn của cuộc đồng khởi cùa, một thời gian dài, cả cán bộ cách mạng phải nếm mật, nằm gai, bí mật hoạt động trong hầm tối, rừng sâu. Cơm vắt, muối trắng, qua dẹp cao su được bà con nhân dân Mai Đàn ngụy trang tinh tế nhằm qua mắt của bọn điệp báo. Nhân dân vùng cùa đã che giấu, tiếp tế, nuôi cán bộ hoạt động bí mật trong vùng ấp chiến lược. Họ sẵn sàng hy sinh, đối mặt với nguy hiểm. Trong kháng chiến, sức mạnh của lòng dân, niềm tin sắt son với đảng, thấm đượm trong tâm hồn mỗi người dân vùng cùa. Ngày hôm nay, sức mạnh đó tiếp tục được vun đắp, đảng bộ chính quyền và nhân dân cam chín, cam nghĩa cùng chung tay xây dựng quê hương ngày càng phát triển.